Em xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại chúng ta đang có mặt ở đây là đường Phan Thanh Giản ngày xưa, cũng là Điện Biên Phủ ngày nay. Chúng ta đang đứng ở khu vực gần với Bệnh viện Nhân dân. Theo thẳng hướng này chúng ta sẽ đến Hàng Xanh và cầu Điện Biên Phủ, rồi đến xa lộ Hà Nội, cầu Sài Gòn. Và theo hướng ngược lại chúng ta sẽ đến Bùng Binh, Lý Thái Tổ, rồi Minh Mạng, ngày nay là Ngô Quyền và Lê Hồng Phong, rồi Điện Biên Phủ. Và bên tay phải chúng ta đó là cái trường tiểu học Điện Biên, một cái con hẻm để đi vô ngôi trường, một con hẻm rất là yên bình với một khoảng đất trống bên tay phải. Và đây có một trường mầm non ở số 378 Điện Biên Phủ, trường mầm non phường 11. Thì hành trình hôm nay em mời cô chú anh chị và các bạn chúng ta cùng rảo bước lang thang ở cái cung đường cư xá đô thành, với một cái kiến trúc rất là đặc biệt, với cái cổng cư xá rất là đẹp mà ít có khu nào có được, với hai bên là hai hàng chữ chữ hoa. Có lẽ tối quá không biết bà con mình nhìn có rõ hay không. Nếu không rõ bà con cho xin cái comment quá và bà con thông cảm nha. Thì bên tay trái chính giữa đó là đường Nguyễn Hiền để đi vô khu trung tâm cư xá. Thì đối với cư xá đô thành thì có 8 con đường, từ đường số 1 đến đường số 8, và một phần của con đường Nguyễn Đường Hiền nằm bên cánh trái. Nguyên cái cụm này thuộc phường 4, phường 4 quận 3. Và trước mặt chúng ta đó là cái khách sạn New Fly ở số 383 Điện Biên Phủ, một cái tông màu vàng rất là cổ kính. Thì theo em tìm hiểu thì theo cô chú anh chị chia sẻ, ngay góc đường này đó chính là trường trung học Minh Hưng do ông Nguyễn Lương Hưng làm hiệu trưởng giữa thập niên 60. Dạ không, đâu lấy giờ ở đây. Dạ được, không đi xe. Anh đi dạo vòng khu này chứ không đi xe. Cảm ơn anh. Và nếu mà cái thời đó, nếu mà cô chú anh chị đã học trường này thì chúng ta cùng nhau comment để mình có thể kết nối tình thân với nhau, tình bạn với nhau, với những cái ngày xưa. Sau một thời loạn lạc thì bây giờ chúng ta cũng đã mỗi người mỗi nơi rồi. Một cái ngôi trường Minh Hưng rất là nổi tiếng ngày xưa ở khu vực này. Với những con đường ở đây thì là những đường bàn cờ thôi. Những con đường bàn cờ nó đan với nhau, nó là những con đường số. Và bắt đầu chúng ta sẽ đi theo con đường Nguyễn Hiền này ha. Do cái cụm này rất là nhiều con đường thì chúng ta đi con đường nào thì được, con đường nào thì được ha. Nhân đây thì cũng tìm hiểu một vài thông tin, rồi nếu mà cô chú anh chị có cái ký ức hay là người quen hay là nghe tên thì cô chú anh chị cùng chia sẻ với em nha. Và em cũng đang tìm một cái người thân cho cái chú hiện đang ở Úc. Cô chú có hai người chị đã thất lạc, đó là cô Lê Thị Yến sinh năm 1936 và cô Lê Thị Hằng sinh năm 1944. Thì theo lời chú chia sẻ thì cô ở cái khu vực này, thì bây giờ chúng ta cùng nhau đi vô đây, biết đâu trong những hình ảnh này những bà con mình ở xa hoặc là những bà con đang sinh sống ở đây cũng biết được. Bắt đầu chúng ta đi vô rồi nè.
Sài Gòn bây giờ là 5 giờ rưỡi rồi. 5 giờ rưỡi chiều. Và cái khách sạn này cũng không có lớn lắm. Nhưng mà hình như hiện tại đang bỏ hoang rồi. Và trước mắt chúng ta đó là đường số 1. Và ở đây có những căn nhà rất là mới rồi, nên thành ra nếu mà những cái thông tin ngày xưa đó, anh chị các bạn chắc có lẽ nhìn không ra. Đó, đường số 1. Phía sau cái nhà xác ngày xưa, và ngày nay con đường cũng rất là khang trang sạch sẽ, vì những cái khu quỹ nhà ở khu này thì có giá rất là cao, những ngôi nhà có giá 20 mấy tỷ là bình thường, 10 mấy tỷ, 5 mấy tỷ, 100 tỷ, vì cái địa thế của khu này rất là tiện lợi, gần chợ, gần trường học, gần trung tâm. Nên thành ra chúng ta sẽ rất là dễ dàng để đi đến những cái trung tâm Sài Gòn. Và kế đến đường số 1 thì chúng ta có đường số 2. Đường số 2 giao với đường Nguyễn Hiền. Và đây có một trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ rất là lớn. Thẳng trên kia là đường vườn chuối. Lên tí nữa có đường vườn chuối. Và khu vực đường vườn chuối có một cái hàng quán ăn vặt rất là nhiều. Đối với sự ồn ào náo nhiệt của các đường, con đường khác thì con đường này ở khu vực này không có náo nhiệt lắm. Theo lời chia sẻ của chú Bình thì cô Hằng lúc trước làm tiệm tóc ở cô Lê Thị Yến làm tiệm tóc ở chợ Đuổi đối diện rạp Nam Quan, và cô Hằng thì làm y tá cho Việt Nam Cộng Hòa, quân lực Việt Nam Cộng Hòa, đệ nhị Cộng Hòa. Và học trường Nguyễn Văn Ba, trường Nguyễn Bá Tồng, nói lộn xin lỗi. Và không biết ngày hôm nay nếu mà cô chú anh chị có quen người tên Lê Thị Hằng thì cho em xin cái comment hoặc là liên hệ với email em có để trong phần mô tả để chú tiện việc liên hệ và hỏi thăm. Đây là đường số 3. Chúng ta sẽ dạo một vòng nữa trong cái khu này để chúng ta nhìn xem coi có những cái thay đổi gì, và những cái con hẻm ở trong đây như thế nào. Chúng ta quẹo trái là sẽ ra đường vườn chuối đó. Sài Gòn bây giờ là 5 giờ rưỡi rồi. Và đây có con hẻm, chúng ta đã đi thẳng ra đường Cao Thắng luôn nè. Và con hẻm này rất là nhỏ, chỉ vừa một xe thôi. Và đây là số nhà 115. Đường số 4. Và đây là đường số 4. Hồi nãy giờ chúng ta đi qua 4 con đường. Mỗi con đường đều có cái hẻm
nhánh trái, nhánh phải đều thông với nhau hết, như là một khu bàn cờ vậy đó. Chúng ta có thể cảm nhận cái sự thân thiện ở cái khu cư xá đô thành này, với một cái không khí không có ồn ào náo nhiệt. Tuy là đường nhỏ nhỏ thôi nhưng mà chúng ta thấy cũng rất là gọn gàng, sạch sẽ. Thì những cái thông tin của chú Bình về những người thân thì em cũng có lên phường hỏi và chờ họ trả lời, và chắc có lẽ không thể chờ lại nữa nên em chắc sau video này ngày mai em sẽ lên phường hỏi thăm lại xem thế nào. Vì sự trích lục danh tính người nào đó thì họ cũng ngại. Ở trong này buổi chiều chúng ta thấy có cái quán Fly Chicken, thức ăn nhanh, và nơi đây là giao của đường số 7, rất là đông. Quán ăn Fly Chicken đường số 7 đây, bán thức ăn nhanh, cá viên chiên, rồi trà sữa. Và phía trước chúng ta đó là đường vườn chuối. Sở dĩ em đi giờ này là tự vì con đường này không có nhiều cây cối nên thành ra rất là nắng. Mà cái giờ em rảnh thì hầu như là trời lại mưa, rồi thành ra duyên lành đã đến với em ngày hôm nay để chúng ta có dịp gặp nhau ở cung đường cư xá đô thành này. Và mình sẽ dạo một vòng ở đây về giờ chiều, sẵn tiện thì chúng ta cùng đi dạo luôn. Buổi chiều ở đây rất là mát mẻ. Tôi thấy nhà cao cửa rộng không? Một cái nhà mà 50m² hơn ở đây là cũng có giá hơn 20 tỷ. Đâu? Hơn 50 tỷ chứ. Những thông tin em tham khảo trên những trang mua bán đó, họ rao bán rất là nhiều và giá rất là lớn, rất là cao. Thẳng ra đây nó là vườn chuối, quay con đường nằm ở trung tâm cái khu đô thành. Và nếu mình rẽo phải thì sẽ ra đường Phan Đình Phùng, và rẽo trái sẽ ra Phan Thanh Giảng. Rẽo trái mình sẽ ra đường Phan Thanh Giảng nè. Với những cái hàng quán và đèn đuốc cũng đã lên rồi, cho thấy một cái không gian buổi tối bắt đầu xuất hiện. Và chúng ta sẽ đi theo cái lối Phan Đình Phùng đi ha, Huỳnh Đình Chiểu đi ha. Nếu đi thẳng thì mình sẽ đến chợ vườn chuối nè, đi thẳng vô chợ vườn chuối luôn. Thôi mình đi thẳng đi, tại vì đi cái đoạn này cũng hơi ngắn nè, mà nằm ngoài đường lớn nữa nên là mình không nhìn thấy được nhiều ở cái khu cư xá này.
chúng ta đi trong hẻm cho nó có nhiều thông tin hơn, để biết đâu trong những hình ảnh này bà con lại có những cái gặp người quen hay là những cái căn nhà xưa. Đây là hẻm số 18 đường Vườn Chuối. Và trên hẻm này có một cái hẻm khác nữa, trong hẻm có hẻm, và hẻm này sẽ đi ra đường Điện Biên Phủ, Phan Thanh Giảng. Thông qua những cái video thế này thì hy vọng là sẽ giúp cô chú anh chị nào mà quan tâm về cái khu cư xá đô thành thì chúng ta cùng nhau chia sẻ. Hy vọng là trong những cái anh chị các bạn cô chú quan tâm đó có hai người là người thân của chú Bình. Hy vọng nhỏ nhoi trong rất nhiều người quan tâm tới video này, ít gì cũng phải hơn 1.000 người, thì trong đó chỉ cần 2 người thì đơn giản thôi. Hy vọng là sẽ tìm được. Mà nếu cô chú anh chị và các bạn nhiệt tình thì như mấy video khác, thì nếu mà chúng ta có cái thông tin gì thì chúng ta cùng chia sẻ. Và nếu được, cô chú anh chị hãy chia sẻ đường link lên Facebook, Instagram về khu cư xá đô thành này để chúng ta tìm hai người. Em có sẽ ghi những thông tin đó trong phần mô tả để bà con mình cùng chia sẻ rõ hơn ha. Và chúng ta đi đến đây là đường Nguyễn Thượng Hiền, và chúng ta sẽ đi một dọc cái đoạn Nguyễn Thượng Hiền về đêm này, rồi mình sẽ kết thúc cái video. Mình sẽ đi một đoạn ngắn thôi, mình kiếm cái ngõ hẻm nào đó bên tay trái, mình sẽ đi tiếp tục thông vô cái khu cư xá này để bà con mình cùng nhau nhìn rõ hơn. Thì mình vừa nhìn thấy những cái hàng quán bán cơm tấm rồi bán hủ tiếu, rồi thì đằng sau đó là những cái căn nhà có diện tích rất là nhỏ, bề ngang khoảng 3 mét, bề sâu vô khoảng chừng 3 mét thôi. Do là ngày xưa cái đường này là cái đường rầy xe lửa nên thành ra sau này mới mở rộng đường ra, lúc đó thì mới lấn hai bên nhà cho con đường nó rộng ra, rồi là nhà của người ta sẽ thu hẹp lại. Và chúng ta sẽ quẹo bên trái nha. Bên trái sẽ có một cái lối đi, có thể lối đi này sẽ đến khu vườn chuối nè, bằng thẳng hướng kia mình sẽ đến đường Phan Thanh Giảng. Và ngay lối đi này thì không có cái hẻm, em tưởng đâu là ngay lối đi là một cái con hẻm chứ. Đối với cái đoạn Nguyễn Thượng Hiền cái khúc này thì có rất là nhiều quán ăn, quán nhậu. Bánh mì thịt nướng. Con đường này buổi trưa rất là nắng nè, tại vì không có cây, không có bóng mát, cũng không có nhà cao tầng. Chỉ là những cái căn nhà cấp 4 nằm ở trong một cái khu cư xá
sang trọng. À, và đây có cái hẻm, mình sẽ đi vô hẻm, hẻm này vô chợ vườn chuối nè. Hẻm rất là nhỏ, hẻm 219A. Ở đâu cũng có người giàu người nghèo, chúng ta thường thấy cái cô đó ngủ ngoài đường luôn. Và trong hẻm này, hẻm 430 Nguyễn Đình Chiểu. Ồ, số lung tung ha. 102 vườn chuối. Hẻm này là hẻm 102 vườn chuối. Đúng không? Chị nói mày nghe không nhà không? Nó không chuyên những cái sự nên nó đau hụt. Chúng ta thấy cái hẻm này hơi tối và vắng nữa. À, và phía trước chúng ta đó là đường vườn chuối. Và mình sẽ quẹo phải để ra đường Phan Thanh Giảng và kết thúc cái video ngày hôm nay. Trong cái hành trình đi vào cái khu cư xá Đô Thành, chúng ta sẽ quẹo phải vào bên kia. Bên kia đó là hẻm 89. Và khu này có một cái hẻm ăn vặt rất là nhiều, đó là hẻm 112 thì phải, đó hẻm 118, đó, hẻm bún bò viên, rất là nhiều hàng quán ăn uống, người ta ngồi rất là đông. Vào đây là đường số 1 nè, đường số 1 bên tay trái. Nãy mình nhìn ở đầu đường kia đó, mà mình nhìn bây giờ mình nhìn đầu đường này, tại vì đường cũng ngắn thôi. Rồi một số hình ảnh ở khu cư xá Đô Thành, thông qua một vài con đường đặc trưng. Và đây hẻm bán ốc. Bán ốc rất là đông. Bán ốc đồng giá 40.000. Ốc mon mập. Mấy bé. Mấy bé. Còn mấy bé hả? Mấy bé chú? Em đếm đâu bên đây. Không muốn đếm đâu hả? Một. Tại vì có một tay cầm ra gỡ con thun qua giùm. Gỡ con thun qua giùm. Khoan để cất cái điện thoại cầm đó. Cất cái điện thoại đã. Và bây giờ múc tiền ra nè. Bảy bé. Bảy bé hả? Rồi khoan cầm cầm. Ủa sao tiền để anh bịch vậy? Lấy giùm nè. Rồi. Cảm ơn. Dạ. Chú ăn chiều chưa? Chú ăn tối chưa? Rồi chú tối ở đâu? Nhà ở đâu? Ở trên xe luôn. Nhưng mà ngủ ngoài đường. Ngủ ngoài đường. Gia đình có chuyện buồn lắm. Rồi thôi chuyện buồn mình đừng nên nhắc tới. Hỏi với mấy bạn lắm. Thôi. Rồi dưới đồi đực với gà ăn bám. Bám là chết đi trời. Nói chung là còn sức thì còn lao động thôi. Còn sống luôn còn làm. Cứ vui vẻ mỗi ngày ha. Không ăn bám. Dạ đúng rồi. Rồi. Cái gì kìa. Rồi chúc chú nhiều sức khỏe nha. Dạ. Rất vui vì được mua hết tất cả tờ vé số của chú và giúp cho chú về sớm ăn tối nghỉ ngơi.
Rồi đây là hẻm 132 đường Vườn Chuối. Xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng em trên suốt chặng đường cư xá Đô Thành này. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Nếu mà cô chú anh chị có những cái thông tin gì về hai người cô mà em có để trong phần mô tả và add trên video thì và trong có cái email đó luôn, cô chú anh chị hãy liên hệ với chú Bình để chúng ta cùng nhau chia sẻ. Hy vọng video này sẽ đến với tất cả những cô chú anh chị quan tâm đến cái khu cư xá Đô Thành này, để biết đâu trong những người đó chỉ cần hai người thôi, một cái yêu cầu rất là nhỏ nhoi, hy vọng là hai người đó sẽ có nằm trong số rất nhiều người coi video này, để chú Bình có thể liên lạc và đoàn viên với gia đình. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn bà con đã bỏ thời gian theo dõi. Chúc anh chị và các bạn cuối tuần thật là nhiều niềm vui và hạnh phúc. Rồi và nhìn lại cung đường Vườn Chuối mình vừa đi qua nè.